Chào mừng các bạn đã đến với kênh HOMCBIT Các bạn thân mến, thời gian gần đây có rất nhiều bộ phim cổ trang hoa ngữ hay và hấp dẫn đang lên sóng Với dàn diễn viên đẹp như hoa cùng kịch bản phim được đầu tư kỹ lưỡng Chắc chắn sẽ giúp bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời Sau đây là top 10 bộ phim cổ trang hoa ngữ hot nhất hiện nay Hãy cùng chúng mình tìm hiểu nhé một Nguyệt Ca Hành Nguyệt ca hành là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Bôn Nguyệt của nhà văn nổi tiếng Thục Khách có nội dung khắc họa kể về câu chuyện tình yêu cũng như tình bằng hữu giữa các đồng môn trốn vũ vương hầu phủ. Trong phim, từ lộ sẽ vào vai nữ chính liễu tiêu, thiếu nữ thỏa nhỏ gặp được một người thần bí. Nàng đã dùng 3 ngày vui chơi để trao đổi vận mệnh của tương lai. Không thể khống chế sức mạnh bí ẩn trong cơ thể mình, liễu tiêu đánh mất đắc dĩ trốn đến vũ vương hầu phủ. Và cũng tại đây gặp được người bạn nhập môn cùng, lục ly, trương bân bân. Do thấy Lục Ly có dung mạo giống hệt người thần bí nên Liễu Tiêu có phần nương tựa chàng, trong khi Lục Ly cũng vì thấy nàng xinh đẹp đơn thuần mà hết lần này đến lần khác, giúp đỡ nàng vượt qua khảo hạch. Cặp đôi ở phủ cùng nhau vượt qua nhiều hiểm nguy cũng như sự đố kỵ bài xích, cũng từ đó mà kết bạn được thêm nhiều đồng môn, khắc họa nên chuyện tình yêu cũng như tình bằng hữu thật đẹp. hai Ai gửi thư gấm ở trong mây Bộ phim kể về câu chuyện của nàng Thẩm Ngư là con gái của một ngự y trong triều. Từ nhỏ, nàng đã thừa hưởng y thuật cao siêu của cha. Bề ngoài, Thẩm Ngư là một nữ nhi bướng bỉnh và liều lĩnh, nhưng bên trong lại đầy sự kiêu hãnh và thông minh. Những tưởng cuộc sống của nàng sẽ bình yên, nhưng không ngờ sóng gió ấp đến, cha nàng bị vụ oan, Cả nhà bị xử tử, riêng nàng được cứu thoát, được nuôi dưỡng thành tài. Nhưng nàng mãi không quên được nỗi đau năm nào nên nuôi quyết tâm lật lại vụ án bằng cách gả vào chu gia, mượn thế lực nhà họ chu để tra án. Nhưng không ngờ rằng nàng lại phát hiện ra phu quân Chu Duyệt là một nữ nhi cải trang nam nhi, sau đó cả hai quyết định trở thành tỷ muội tốt và cùng nhau điều tra vụ án. Cùng lúc này, Thẩm Ngư và Chu Duyệt gặp được Tề Trương và Cao Mặc. Tề Trương là một công tử có thân phận bí ẩn và cao quý, từ thời niên thiếu chẳng đã nhiều lần bị ám sát rồi lại được cứu. Tề Trương cũng đang nỗ lực tìm tung tích của mẹ và điều tra vụ án mạng của cha mình nên mới có cơ hội quen biết với Thẩm Ngư. Sau khi biết được thân phận thật của Thẩm Ngư, chàng đã yêu thầm nàng và cuối cùng cùng nàng tìm ra manh mối của vụ án. Tuy nhiên, khi chân tướng ngày một lộ ra, cũng là lúc tình cảm của họ bị vướng vào những tranh đấu của triều đình. Liệu Tề Trương và Thẩm Ngư cuối cùng có phá được án và cùng nhau cao chạy xa bay không, hãy cùng đón xem phim để biết được kết cục các bạn nhé. 3. Tân Xuyên Nhật Thường là một trong những bộ phim cổ trang hoa ngữ được chú ý nhất hiện nay, Tân Xuyên Nhật Thường đang gây sốt không chỉ nhờ dàn cát chính đẹp như hoa mà còn gây ấn tượng bởi nội dung vô cùng hài hước. Bộ phim nói về các cô gái đến từ trời Nam đất Bắc vì một mối liên hôn mà tề tựu tại Tân Xuyên. Lục thiếu gia ở Tân Xuyên là Doãn Tranh, Bạch Kính Đình. Chỉ muốn cố gắng thì rớt, bất ngờ kết mối duyên với Lý Vi, đang trải qua những ngày nhà nhã ở quê nhà. Cùng nhau mở ra một cuộc sống mới, xảy ra đủ loại tình huống giờ khóc giờ cười. Theo dẫn tranh khai phủ Thượng Triều, hai người dần nảy sinh tình cảm với nhau, tâm ý tương thông, cùng nhau trải qua bốn mùa ba bữa, cùng nhau trưởng thành với các sư huynh muội có tính cách và vận mệnh khác nhau, cùng nhau viết lên cuộc sống thường ngày ấm áp ở đại gia đình Tân Xuyên. 4. Tinh Hà Trường Minh Nội dung phim kể về câu chuyện trên Thảo Nguyên Bạt Ngàn, hai nàng công chúa Thất Hải Nhị và Diệp Lăng Dương cùng nhau lớn lên vui vẻ, Hoàng đế Triều Quốc vì muốn xâm chiếm dạ Bắc đã lập mưu lừa hôn khiến công chúa Thất Hải Nhị phải tự vẫn trong tức tươi. Để báo thù cho tỷ tỷ, Diệp Lăng Sương quyết định gả thay, từ đây vướng vào vòng xoáy tình yêu và tranh đoạt quyền vị. Phim do Phùng Thiệu Phong và Bành Tiểu Nhiễm tham gia đóng chính. Năm Kiều thê nhà ta không dễ chọc Bộ phim kể về đệ nhất ác phụ lùng nguyệt của huyện Thanh Thủy, tính tình đanh đá hung bạo, giữ chồng như giữ mạng. Trước khi sống lại, Lung Nguyệt bị hãm hại vứt bỏ, chỉ có Lý Thanh Mục đối đãi chân thành, nhưng vẫn bị suối dục hợp ly ôm hận mà chết. Kiếp này, Lung Nguyệt quyết định nếu đã có cơ hội sống lại, nàng nhất định phải trân trọng tình yêu và khiến những kẻ đã hiếp đáp ruông bỏ nàng phải trả giá đắt. 6. Phu quân nguy hiểm của ta Phim kể về hoàng đế đại chu khi còn nhỏ, triều chính bị gian thần vệ thương chi một tay khống chế. Đồn rằng vệ thương chi vừa xấu xa vừa háo sắc, trước sau đã cưới 6 đời phu nhân, tất cả đều bỏ mạng ngay đêm tân hôn. Bạch Chỉ là phu nhân thứ bảy của hắn, nàng nơm nớp lo sợ, gả vào phủ tĩnh Bắc Hầu. Vốn tưởng rằng mình sẽ không sống nổi một ngày, nhưng lại phát hiện hình như gian thần này không giống như người ta hay đồn cho lắm. 7. Ngọc Cơ Thư Ngọc Cơ Thư kể về câu chuyện nữ đệ tử Lưu Tiểu Tiểu của gánh muối dối trần gia đệ nhất thiên hạ vẫn luôn lặp lại cái ngày gánh mua dối nhưng lại gặp hỏa hoạn bi thảm cho đến khi gặp được tác giả truyện tranh Tống Khả Dương, Lý Tuấn Thần thủ vai đến từ tương lai cùng nhau vạch trần chân tướng hỏa hoạn, giải đáp câu đố về thân thế. 8. Phu quân xin tự trọng. Phu Quân xin tự trọng kể về tác giả Mộc Tiểu Tịch bất ngờ xuyên không vào tiểu thuyết của mình, phải hoàn thành 10 nhiệm vụ mới có thể trở về hiện thực. Vốn tưởng chuyện đã nằm chắc trong tay, nhưng ai ngờ Nam Chính Tần Xuyên lại nhờ đó mà có khả năng đọc được suy nghĩ của Mộc Tiểu Tịch. Khi Nam Chính cũng có khả năng biết trước cốt truyện, câu chuyện xảy ra thay đổi hoàn toàn, vận mệnh của hai người vì thế mà gắn chặt lấy nhau. 9. Thương hội Nguyệt bộ phim kể về câu chuyện của Lạc Gia bị bọn xã hội đèn cướp vì sở hữu phượng trì bí ẩn. Gia tộc này đã bị tiêu diệt và chỉ còn Lạc Khê Vân, một cô gái bị nhiễm chất độc bào thai. Tám năm sau, Lạc Khê Vân trở thành nhà khảo sát dân sự nổi tiếng nhất ở thành Thương Nguyệt. Cô dựa vào bán bản đồ và vẽ bản đồ khảo sát để kiếm sống. Cô bị nhiễm độc nặng và chỉ còn sống được 3 tháng. Trước khi chết, cô muốn trả thù cho huynh trưởng mình, tìm cách giết Giang Triều Hy. Lúc này, Phố Kiến Gia vốn là nơi duy nhất mang lại hơi ấm cho cô, sắp bị phá hủy do quy hoạch phát triển thành. Để bảo vệ ngôi nhà của Tổ tiên và dân làng, là Khê Vân đã dồn hết khả năng của mình để đưa ra một bản đồ quy hoạch mới. Sau đó, cô tiếp cận Giang Triều Hy trở thành cộng sự của hắn. Tình cờ cô phát hiện ra rằng huynh trưởng bất tình của mình đang được giấu ở trong phủ. Cô cũng khám phá ra một bí mật của Triều Hy. Trong quá trình tiếp xúc, họ dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, Khê Vân lại gặp nguy hiểm khi danh tính thực sự của cô ấy bị tiết lộ. 10. Thế thân tiểu điềm thê Bộ phim nói về diễn viên đóng thế hứa nhất nặc, mưu sinh trong gian khổ, bất ngờ hôn phải đại minh tinh Châu Lạc Thâm nên bị nữ chính Tống Ngưng Yên nhiều lần làm khó dễ. Ba người tranh chấp nhau trong xe ngựa, nào ngờ xe ngựa lại đưa ba người đến với thế giới võ hiệp mà hứa nhất nặc tưởng tượng ra lúc nhỏ. Ba người ở thế giới võ hiệp cực kỳ gian nan vì để lấy được vân tư kiếm, chìa khóa để trở về hiện thực mà bị cuốn vào một cuộc tranh đấu của võ lâm. Vừa rồi là top 10 bộ phim cổ trang hoa ngữ mới nhất đang lên sóng hiện nay. Bạn có đang xem và yêu thích bộ phim nào nhất? Đừng quên để lại comment cho chúng mình cùng biết nhé! Nếu thấy video hay và hữu ích thì đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh Hóng Cbiz để không bỏ lỡ bộ phim mới nhất nào. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!